Đố đồ từ này tiếng Anh đọc sao? Cough. Ghê. Còn từ này? Tough. Rồi chật lất. Tough. Còn từ này? Plough. Ngu vừa phải thôi. Plow. Còn từ này đi sao? Dough. Dough. Ok, một từ cuối cùng nè. Through. Lại đô. Through. Anh ai thông minh quá vậy, nay là bài tập chơi rồi nha. Hên là có nay thông minh á. Ok, em vô lấy bài tập nha.